Chào cả nhà, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Phi Điều Bắc Đinh. Hôm nay mình dẫn mọi người đến một cái tiệc ngoài trời bên mình làm ở Vũng Tàu. Cái tiệc này thì là ở một cái không gian rất là đẹp ở Bình An Village. Đây là một cái không gian của một cái nhà hàng mà tựa lưng vào là có cây với núi rất là nhiều, còn ra ngoài nhìn là ngoài bờ biển. Đây là tổng thể toàn bộ cái không gian nơi làm tiệc hôm nay. Không gian rất là đẹp. Nhưng mà cũng có một cái điểm bất lợi là cái sân khấu nó không được cân chính giữa của khu đất mà nó bị lệch về một bên, thế nên là cái đường dẫn đi lên sân khấu nó cũng bị lệch so với sân khấu. Nhưng mà đấy là những cái điểm bất lợi cũng như cái những cái nhược điểm của cái việc mà làm tiệc ở những cái khu đất nó không chuyên cho làm cưới. Nhưng bù lại thì mình sẽ, cô dâu chú rể sẽ có một cái không gian làm tiệc rất là đẹp, tự nhiên, hòa với thiên nhiên. Và những cái điều đấy là những điều xứng đáng để đánh đổi, để mang lại những cái trải nghiệm tuyệt vời cho những cái quan khách đến tham dự tiệc cưới. Thật sự là làm những cái tiệc ngoài trời, ngoài nắng này là rất là mệt, rất là mất sức. Từ thợ thuyền cho đến florist, đến nhân viên setup các thứ. Đây là khu bàn gari. Rồi bây giờ cho cô dâu đi vào nhá, nhạc lên nhá. Dạ, cô dâu sẽ đi vào cùng với ba của mình nha. Chị đi chậm một chút nha. Đi đi, chị đi đi, chị đi đi. Không, chị cứ đi vào luôn đi chị. Chị cứ đi vào đi. Ba của chị sẽ đưa tay của chị cho. Xong nhớ phải ôm nhau nhá. Không, ôm ba đấy. Tình cảm vào nhá. Đấy. Đấy. Sao em phải giả vờ rơm rớm nước mắt một tí. Không chia đầy lắm. Rất là đi chậm lại một chút nhá, mình đi chậm lại một chút, đi lên mình đi chậm một chút xíu, mình nghe theo nhạc để mình đi lên đây thì nó sẽ moment nó sẽ hay hơn và cảm xúc hơn. Rồi mình đứng lên giữa sân khấu giùm em nha. Nhớ mình hào hức quá thì làm sao? Mình thích đi nhanh đấy. Để nhá. Cứ cầm tay nhau ấy. Trong tất cả cái việc đấy cứ cầm tay nhau nhìn nó tình cảm nhá. Đúng rồi. Bây giờ nhá, em bảo nắng nồi làm chương trình mệt không? Quá mệt. Khổ thân đôi trẻ. Mặt tí nữa mà. Ông tại vì mình phải nói. Chẳng là chị chuẩn bị sẵn rồi đúng không? Một quán mình đeo như vậy luôn hay là mình để trong hộp? Thì sẽ có một. Dạ, chứ mà trước khi mà đi ra nhớ kiểm tra lại dẫn nha. Không có bé đúng không? Ừ, vậy thôi bỏ túi luôn. Vậy thôi bỏ túi đi. Bây giờ có hai option. Có nhưng mà sợ nhớ không kịp. Em kêu một bé. Có cháu của anh nó dễ hơn. Nhờ hay hơn đấy, nhờ bây giờ có em bé đưa lên hay hơn. Kêu anh nhờ mà anh không chịu nhờ. Nhà con bé siêu xinh luôn. Ừ, bé là kẹt xinh rồi, người ta đánh trễ á. Bây giờ có hai option này. Bây giờ có hai option này, một là chú rể sẽ cầm cái hộp nhẫn. Hoặc là nhờ bạn cũng được, nếu mà không có bé thì nhờ bạn cũng được, bạn thân của em ấy. Hộp chú dâu, hộp dâu bạn thân của em. Nhưng mà thôi. Thứ nhất là anh sẽ cầm nhẫn luôn. Và khi mà chú nhờ bạn em cầm ta. Ừ, nhờ bạn em đi, nhờ bạn thân của em cầm đi. Nhờ bạn thân của em cầm ok mà. Đâu cứ phải em bé đâu. Bây giờ mình cứ đưa hai option. Nếu em bé đến thì mình nhờ em bé. Còn nếu không có em bé thì option 2 là mình sẽ nhờ bạn. Là đều ok mà. Chứ tự nhiên chỉ có hai người đưa nhau thì nó bình thường quá. Anh thử mấy câu cho em bạn sao nhẫn nào. Em cảm kiến nhận thì sẽ có một người đi từ dưới. Đẩy xuống nữa đi chứ không ngắn quá, đi lên ngắn quá. Rồi nhìn cái này đi. Đi đúng đến cái cô dâu đi đứng không. Cô dâu đi đến cái đầu này, đi đến cái đầu đường dẫn là chú rể đã bắt đầu phải đi xuống đón rồi, và đón ở đây, đón ở đây.
em nhớ nhá. Chú rể ơi. Chú rể ơi. Cô dâu đi bắt đầu đến đầu cái bàn trắng. Để mình đón cô dâu ngay tại đây nha. Ba của cô dâu sẽ chào. Sao? Gì mà rụt rè thế? Cứ làm bình thường thôi nha. Planner gì đăng khoa hay gì khoa? Nhật khoa. Nhạc nào cũng nhảy này. Đây là mấy các hộ thì MC thôi. Bình thường hộ hay không hộ gì để trợ giúp tình thân biến thân. Mục đích cuối cùng là tiệc cưới diễn ra nó hoàn thiện nhất đúng không? Đúng rồi anh ạ. Nếu mà em làm được cái gì em sẽ support mọi người hết mức có thể trong khả năng của em. Em cứ giữ mình là được. Em luôn giữ mình anh ạ. Giữ mình trong công việc rồi. Đừng đừng đi quá giới hạn là được. Như là cổ kiếc phải đi nhá, không lại mặt thì trắng, cổ thì đen thì hỏng hết em ạ. Đây là khu gallery. Cái màu xanh của cái phần đồ họa rất là đẹp đúng không? Nhìn lên rất là ok. Lướt đi, lướt đi. Diễn nào, lướt đi, lướt đi. Cái kia pin là hai là cái bút mốt nhá. Thì anh chị cũng đã chia sẻ những cảm xúc rất là tuyệt vời đó cho tất cả quý vị. Để tất cả quý vị, những người có mặt tại đây đều là những người thân yêu nhất với chú rể và cô dâu, và quý vị có thể hiểu rõ hơn về hành trình yêu thương của họ. Như một lời nhắc nhở hàng ngày về tình yêu của anh dành cho em, và lời biểu tượng cho lời cam kết về một tình yêu không bao giờ kết thúc của anh đối với em. Và hy vọng rằng tình yêu của chú đàn diễn viên cũng rất là tuyệt vời, rất là lãng mạn cùng với nhau, và sẽ được cảm ơn chú Trường với phần chú chị. Tiệc này cô dâu có thể quyết định là không không cắt bánh và rót rượu, mà sẽ thay vào đấy là làm cái rót cát đấy. Mọi người thấy hai cái bình cát đấy, bình cát màu xanh và màu hồng đấy. Thì với những cái tiệc cưới ngoài biển này thì thường là cái chi phí để cho cái phần decor nó sẽ không cần phải quá nhiều, nhưng cái hiệu quả mang lại là rất là lớn, vì cái không gian của thiên nhiên, không gian ngoài biển bản thân nó đã rất là đẹp rồi đấy. Rồi là ví dụ những cái như bãi cỏ là có sẵn luôn. Thế cho nên là cái phần việc của bên mình khi mà làm decor cho nó thì sẽ rất là đơn giản, làm lên nó dễ đẹp và cái bầu không khí nó rất là ok. Còn sáng còn sáng một chút. Lúc nãy trong cái phần làm lễ vow, lễ đọc lời thề nguyền của cô dâu chú rể, thì là chú rể đã chia sẻ là quen nhau là đến lần thứ ba là đã hôn được cô dâu rồi. Nói là nhanh, gọi là có thể nói là tình yêu sét đánh ấy. Bây giờ mình đi ra cái khu gọi là khu bàn gallery nhá. Thật ra là đứng ở đây nếu mà thỉnh thoảng mà đánh sóng, đánh mà mạnh là đánh lên tận nơi luôn đấy. Bởi ông thấu hiểu tình yêu có một sức mạnh kỳ diệu, có thể đưa họ vượt qua tất cả những khó khăn, những thử thách trong cuộc sống đây. Tài chưa có tham gia cái buổi tiệc chiều nay không? Được biết không ạ? Mình ấn tượng bởi cái vòng cổ của cô dâu. Cái vòng cổ của mình. Như vậy là cái phần nghi lễ của tiệc cưới đã xong. Bây giờ là đôi uyên ương là đã đang đi đi các bàn tiệc để mời các cái quan khách. Phần việc của bọn mình coi như là đã hoàn thành. Cảm ơn mọi người đã theo dõi.
Mọi người nhớ like, share cũng như subscribe kênh của mình để có thể theo dõi những cái video tiếp theo, để có thêm những cái kinh nghiệm về tổ chức đám cưới. Chào cả nhà.